Tối qua tại công viên Biên Hùng, thành phố Biên Hòa đã diễn ra đêm nhạc giao lưu thanh thiếu niên. Đây là một trong nhiều hoạt động của chương trình giao lưu thanh thiếu niên tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc tại Đồng Nai từ ngày 21 đến 24 tháng 8 năm 2023. Chương trình do Sở Ngoại vụ tỉnh phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện. Phát biểu khai mạc chương trình, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai Đặng Thanh Thủy nhấn mạnh, sau hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Đông Á và sự hợp tác thành công hiếm có. Trên nền tảng đó, Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam đã và đang không ngừng đổi mới, phát triển. Hàng năm hai địa phương đều triển khai hiệu quả các hoạt động trao đổi nhằm thắt chặt tình hữu nghị và đẩy mạnh quan hệ hợp tác. Và đêm nhạc giao lưu là mở đầu cho chuyến hành trình thắm tình hữu nghị sâu sắc giữa hai địa phương năm 2023. Tại đêm nhạc, 11 tiết mục sôi động, hấp dẫn và nhiều tiết mục mang màu sắc truyền thống của các nước đã được các bạn thanh thiếu niên Gyeongnam, học sinh các trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, trung học phổ thông Trấn Biên, sinh viên trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du học sinh Lào đến từ trường Đại học Đồng Nai biểu diễn. Đêm nhạc nhiều màu sắc đã góp phần giới thiệu nét đẹp, giá trị văn hóa dân tộc và là sân chơi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thanh thiếu niên các nước. Em muốn trải nghiệm thêm, tương tác thêm với các bạn qua các hoạt động giao lưu, thăm trường và em cùng hy vọng sẽ có những cuộc giao lưu như thế này ở Hàn Quốc. Cảm thấy rất vui khi được gặp thanh thiếu niên ở đây cùng trải qua các hoạt động vui vẻ nên em rất thích. Tối nay chúng em sẽ gửi đến các tiết mục hát, chơi nhạc, các điệu nhảy. Chúng em đã chuẩn bị rất kỹ để có thể cùng các bạn ở đây trải qua những ngày vui vẻ. Trong hôm qua, đoàn thanh thiếu niên Gyeongnam Hàn Quốc cũng đã được tham quan, tìm hiểu lịch sử, giao lưu văn hóa với học sinh các trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Và hôm nay, đoàn sẽ tiếp tục trải nghiệm các hoạt động thực tế tại làng gốm Biên Hòa và tham gia hoạt động giao lưu với đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Nai tại khu du lịch Thác Ba Giọt, huyện Định Quán.